có đồ về á. Mặc dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt có tập trung của các cấp các ngành nên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn đảng bộ là một kết quả quan trọng. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với sắp xếp bố trí cán bộ sau bầu cử. Tình hình kinh tế tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt khá và tăng so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 được triển khai kịp thời. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, huyện An Minh đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến nay, huyện An Minh đã kiểm soát thành công dịch bệnh, thiết lập vùng xanh trên địa bàn toàn huyện, từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, nên một số nhiệm vụ triển khai thực hiện còn chậm, một vài nơi cấp ủy chính quyền còn lúng túng trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hãy làm gì đấy? Từng lúc từng nơi còn diễn biến phức tạp, làm giỏi hả? Các vụ án dân sự còn chậm, rồi ở đâu lận? Còn gặp khó khăn. Trong những tháng còn lại của năm 2021, chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong năm đã đề ra, đặt ra các chỉ tiêu đạt còn thấp, chuẩn bị các điều kiện tổ chức năm học mới đảm bảo an toàn, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chào các bạn thân mến. Ngày 1 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Tân Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ tháng còn lại của năm 2021. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của huyện, cùng chủ tịch, phó chủ tịch 11 xã thị trấn trên địa bàn. Trong 9 tháng qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng tình hình kinh tế, xã hội của huyện An Minh cơ bản ổn định. Việc chủ động quyết liệt trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên đến nay, huyện An Minh đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và là một trong những vùng xanh trên địa bàn của tỉnh. Thực hiện xét nghiệm tầm soát diện rộng các F0 ra khỏi cộng đồng, huyện An Minh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 15% dân số, tương đương với 17.442 người và không có trường hợp dương tính qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng. Việc chi hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 theo nghị quyết số 68 của Chính phủ và hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Song song với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế vẫn tăng trưởng ổn định. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 81,7% kế hoạch, tăng 0,87% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 1.110 tỷ đồng, tăng 7,87%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 4.148 tỷ đồng, tăng 8,19% so với cùng kỳ. Doanh thu từ các dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 2,06%. Những tháng còn lại của năm 2021, huyện An Minh sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để giữ vững vùng xanh, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, quan tâm cơ sở vật chất trường học, đảm bảo các điều kiện để học sinh trở lại trường theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang.
tăng cường công tác theo dõi, dự báo tình hình thời tiết để chỉ đạo sản xuất đối với vụ lúa mùa 2021-2022, tạo mọi điều kiện hỗ trợ xã Đông Hòa và xã Đông Hưng Hà sớm về đích nông thôn mới trong năm 2021. Tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân đầu tư công theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện mục tiêu bao phủ vaccine COVID-19 trên địa bàn. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Hà Minh. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện chương trình túi an sinh do tỉnh đoàn Kiên Giang triển khai, hưởng ứng chương trình chợ túi an sinh do Trung ương đoàn phát động nhằm tiếp tục chăm lo hỗ trợ cho người dân thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Ngày 1 tháng 10 năm 2021, Ban Thường vụ huyện đoàn Hà Minh đã đến thăm hỏi và tiếp tục trao thêm 40 túi an sinh cho đoàn viên thanh niên người già có hoàn cảnh neo đơn tại các xã Tân Thanh Đông, Đông Hưng Hà và Tân Thạnh. Trong đợt này, ngoài nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, gia vị nấu ăn, túi an sinh được trao tặng còn có thêm thuốc điều trị các bệnh thông thường như cảm cúm, đau đầu và dung dịch sát khuẩn tay, nước muối sinh lý, khẩu trang v.v. Mỗi túi an sinh trị giá 400.000 đồng. Tổng trị giá các túi an sinh được trao lần này là 16 triệu đồng, được hỗ trợ bởi cửa hàng Việt Theo An Minh cùng các mạnh thường quân trên địa bàn của huyện. Với sự hỗ trợ trên, cửa hàng Việt Theo An Minh cùng các mạnh thường quân đã chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an sinh xã hội hướng về cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là một trong các hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích tích cực của đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện An Minh. Cái này là cái gì? Cá ngát hả? Cá ngát hả? Ký nhiều? Tắm. Để mà để ba mình thấy được cái gì qua. Con nào uống? Để mua về làm gì ăn chứ? Kho tương nè hả? Kho tương làm gì? Nấu canh chua. Con này được không? Con có uống không? Ủa cái này nuôi hả? Nuôi hay bắt? Không, cái này là ốp. Cá ngát biển hả? Dạ. Là này đi bắt hả? Dạ. Được. Ủa, biển à? Biển luôn, thầy cá này nó nuôi. Đó, mà đáng trời. Hai cái ok. Bây giờ là biển hay nuôi? Biển. Cá biển nha bà con, không có nuôi, cá biển. Còn em ở đâu lận? Em ở Cán Cáo anh. Ở Cán Cáo hả? Dạ. Ở Cán Cáo rồi cá biển này là bắt ở đâu? Biển nào? Kim Quy hả? Rồi em mua ngoài đó em vô em bán hả? Đi làm á. À, em làm gì ngoài đó? Anh đi thiệt hả? Trời ơi trời. Ngã ba Bàm Sáng. Nhớ nha. Nhớ nha. Rồi hay quá. Anh hay quá, anh hay quá. Thôi đi bán tiếp đi. Nhiêu cô? Cái này 3 trái 25 ngàn, 6 trái 50 ngàn.
xích ra cho Huỳnh cái gì? Cứu dừa không tổng? Mua nha. Dừa đây bà con. Chiên chục đi anh. 100.000 chục. 100.000 ba trái. 100.000 ba trái mà ai? Ừ. Cho nó già đó cô. Bự ha. Đó. Cái này ngon không chết? Dừa như thế nào là ngon cô? Ngon là mấy thứ này nè, ngon nè. Đâu cái nào ngon, cái nào ngon? Ngon là mấy này ngon nè. Mua đi tận ba trái nhiêu? Ba trái nhiêu kìa, ba trái 25.000 kìa. Không lấy rồi, có hai trái nữa kìa. Nó sẽ bự luôn đấy. Bự này già không? Không có già, cũng như mẫu dừa nó. Đây là mẫu già. Tắt cậu hả? Rồi anh là đâu xuống? Tắt cậu luôn. Anh là tắt cậu xuống luôn hả? Rồi cứ qua cái chốt nào không? Không, qua cái chốt xong anh. Bữa nay 31 rồi. À tức là anh đi đường sông đúng không?
xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhiều hộ dân nhận khoán đất rừng phòng hộ ấp Cá Gáo, xã Đông Hưng B đã cải tạo bờ bao, mặt liếp, trồng các loại rau màu. Đến nay, khi huyện An Minh giảm mức độ giãn cách xã hội, cuộc sống sản xuất từng bước trở lại bình thường, thì cũng là lúc nhiều loại rau màu của bà con nông dân đến vụ thu hoạch cho hiệu quả kinh tế khá cao. Ông Quỳnh Văn Thảnh, tiểu khu 34 ấp Cá Gáo, xã Đông Hưng B, có khoảng 1 hectare mặt liếp, bờ bao. Tranh thủ những ngày giãn cách xã hội, ông cải tạo đất, một phần trồng bắp cao sản, một phần trồng gừng. Với nguyên tắc lấy ngắn nuôi dài, cây bắp có khoảng 6 tháng thì cho thu hoạch. Tuy nhiên, khi cây bắp khoảng 2 tháng đã cho thu nhập, bởi ông bắt đầu thu tỉa, được bớt trái bắp non để bán. Nguồn thu nhập từ trồng bắp vừa giúp cho ông trang trải chi phí cuộc sống, vừa là nguồn tích phí đầu tư cho vụ trồng gừng mà theo ông cuối năm sẽ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Bắp là lấy ngắn nuôi dài, cây nó ba cái gừng, gừng để trồng á. Thì bắp thì trồng mỗi hàng năm, thì năm nay phá đất này ra trồng được cái đất bắp này là được mấy chục triệu. Nuôi lại ba cái gừng, gừng ở trên thì nó 150. Đó thì nói chung nó mà được có giá 20.000 á, thì kiếm chắc cũng được hàng cả 200. Thì trồng các loại rau màu ngắn ngày như dưa leo, đậu lúa, núi thắt cải, vừa phục vụ đời sống hàng ngày, vừa bán cho các thương lái ở các chợ truyền thống. Điều đặc biệt là rau của bà con nơi đây trồng an toàn, ít sử dụng hóa chất, phân bón nên rất khách hàng. Hộ ông Phạm Thanh Lam, tiểu khu 34 ấp Cá Gáo, xã Đông Hưng chỉ có một công đất. Ông chia nhỏ ra trồng đa dạng các loại rau màu như đậu lúa, bầu, mướp, dưa leo, mỗi thứ một ít. Đến khi thu hoạch, bên cạnh bán cho thương lái đến tận nhà thu mua, phần còn lại ông đi bán lẻ cho bà con địa phương. Thu nhập từ một công đất trồng màu không nhiều, chỉ trên dưới 15 triệu đồng một vụ khoảng 2 tháng, nhưng giúp gia đình ông trang trải được cuộc sống trong lúc chờ đợi thu nhập cây tràm. Dùng giãn cách xã hội thì tôi dưới ruộng thì tôi trồng tràm, trên bờ thì bờ bao thì tôi cũng có cải tạo là tôi trồng màu. Trong một công đất thì tôi cũng thu nhập một chu kỳ 2 tháng ngoài tôi cũng được khoảng 10 triệu. Theo ông Quỳnh Văn Duẩn, một trong những nông hộ trồng màu lâu năm ở địa phương cho biết, toàn khu vực có khoảng 1.500 hecta của 40 hộ thực hiện mô hình trồng màu với hình thức lấy ngắn nuôi dài đã cho hiệu quả kinh tế khá cao. Đặc biệt trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều nơi người dân thiếu thốn thực phẩm, rau củ, thì sản phẩm từ trồng màu không những giúp bà con tự giải quyết khó khăn mà còn trở thành nguồn thu nhập đáng kể. Qua cái đợt giãn cách như vậy thì đến nay thì hiện cái chỉ thị 19 thì hiện nay thì các cái loại rau màu của bà con thì đang cho thu hoạch. Thì nhìn chung thì cái giá cả của cái đợt mà giãn cách thì bà con thấy có thu nhập ổn định. Rõ ràng cách làm của các nông hộ tiểu khu 34 ấp Cá Gáo B rất phù hợp, vừa góp phần cải thiện cuộc sống của các hộ nhận khoán đất rừng, vừa góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh.